Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hay quá. Nhưng ngày hôm nay Siro sẽ hóa thân thành Axolotl cùng với Sammy, Simmy, Kamui và Đức Ruby. Và nhiệm vụ trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là sinh tồn trong hình dạng của Axolotl. Và sau 30 phút thì dòng bo sẽ thu hẹp lại chỉ còn 20 block. Ở những giây phút cuối cùng, mọi người có nhiệm vụ phải tiêu diệt người chơi khác để giành chiến thắng. Và các bạn đón tôi xem ai là người chiến thắng trong video ngày hôm nay, để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn đi không đâu được thì nhớ coi video này nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên để lại một like, một share, một like cũng như một comment cho kênh YouTube của Siro, đồng thời ấn vào nút đăng ký để nhận thông báo mỗi khi tôi lên mạng ơi. Chứ video sớm được 3 triệu subscriber nha. Và nếu như bạn nào ủng hộ cho Siro thì các bạn đừng quên đăng ký cho kênh Siro PNG là kênh để bắt băng go, khác ở Siro là kênh Free Fire và Siro Gaming là kênh livestream của Siro nha. Nhưng mà dạo gần đây bọn mình đang thành lập công ty và Hero Team đang chuẩn bị về ở chung với nhau các bạn ơi, đó là một rất là vui đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó thì bọn mình cũng phải làm nhiều clip hơn để có thể đăng dự phòng những cái ngày mà bọn mình chuyển nhà các bạn. Đó là hiện tại mình chỉ thể quay được clip mặt đó cho các bạn xem mà thôi. Còn những clip như Free Fire hay là livestream thì mình hẹn các bạn khi nào mình ổn định rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Mong các bạn thông cảm cho Ro. Và nếu như các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về Ro thì các bạn hãy theo dõi các trang mạng xã hội của Ro gồm có Facebook, Instagram, TikTok và đặc biệt là tham gia vào những bộ tập sói để có thể giao lưu và chia sẻ cùng với những bạn khán giả của Ro nha. Còn bây giờ thì vào video nào, let's go. Đại gia đình Axolotl xin chào cô chú, con Axolotl đầu đàn, Axolotl Chigo. Và con bên kia là Axolotl tăng động, Axolotl Ruby. À, kế bên con là mèo Jimmy. Ai? Đó. Dạ thưa ông ơi, không dạ thưa cô chú, con là Axolotl xanh lè xanh lé. Wow. Con phải Axolotl là bạn Axolotl nào đây? À, màu hồng là ai vậy? Hả? Còn anh đi. À cá mui rồi, màu vàng là chắc chắn là Sammy à. Các Axolotl xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ làm một content vô cùng đáng yêu, đó chính là bọn mình sẽ hóa thân vào Axolotl sinh tồn, sau đó cuối dòng bo đấm chết nhau luôn. Trời ơi sao nghe không chịu thôi gì trơn thì trời anh ơi, trời đất ơi, đang nghe tôi dễ thương tôi tính tức quá đấm nhau. Ok hello, xin chào tất cả mọi người, chào các bạn quay trở lại với video game của chúng mình, các bạn đâu quay trở lại với video của đây. Ok để mà ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với một video sinh tồn mới trên kênh của Siro bên Minecraft. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ hóa thân thành Axolotl, tất cả mọi người đều sẽ thành Axolotl đúng không? Mỗi người một màu luôn. Và ngày hôm nay sẽ có dòng bo và dòng bo sẽ thu lại trong vòng 30 phút và mọi người có nhiệm vụ là phải đi sinh tồn trong hình dạng Axolotl, sau đó dòng bo cuối cùng mọi người sẽ đánh nhau. Alo, đánh nhau dưới nước nha mọi người. Ok đây bạn, giờ sẽ không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào video luôn nào, let's go. Trời ơi, hôm nay làm Axolotl dễ thương. It's so cute. Mình thực sự rất thích Axolotl, mọi người, Axolotl cực kỳ dễ thương luôn. What the? What the? Oh my god. Anh đã đây rồi. Kamui, Kamui định giật cổ của anh. Đó là một hành động không thể nào chấp nhận được. Là nghiệp vật đó. Ủa sao chết rồi mọi người, sao con em nó giật tật 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 gì? Ơi đánh bà đáng nha, đánh bà đáng nha. Trời ơi chơi ơi chơi. Em ủng hộ rồi, em ủng hộ rồi. Đúng vậy, anh em sống chết có nhau, hợp lý. Dù có làm gì nữa anh vẫn sẽ ủng hộ Sim. Một xíu này sẽ không đánh Sim đâu. Anh em lại đây. Chúng ta sẽ chơi trò chơi mạo hiểm. Ok bây giờ mình sẽ đi. Hình như sẽ nó ăn cá đúng không? Bây giờ sẽ nó ăn cá sống được không ta? Nhưng mà bây giờ mình sẽ cố gắng mình đi sinh tồn, mình lấy thật nhiều đồ nhất có thể anh em mà. Tại vì một xíu nữa là vòng bo cuối cùng là mình sẽ đánh nhau. Nên là bây giờ mình mà không lấy đồ là thôi, một xíu nữa là mấy bà hội chị em mấy bà sẽ chắc cái sẽ team up luôn. Hứa luôn anh em, mà bà hội chị em hay team up lắm. Trời ơi, ủa bây giờ từ xuống coi mình xuống cái kia mình thở được không ta? Mình làm cái slot được hả? Ui em là Axolotl mình bơi được nè. Mình đang làm gì vậy? Đói quá mọi người, giờ sao ta? Em nghĩ chắc em sẽ đi xa để em kiếm đồ ăn vậy. Bye bye môi. Đánh nhau ăn thịt ông nè. Gì trời. Ồ, sắc nè mấy bạn ơi, thấy chưa? Người thành công luôn. Rồi, ôi trời ơi, đâu là gì? Bà đi tránh đi, trời ơi trời. Mới nói người thành công với chị đi đâu em rồi? Bây giờ là mình vẫn chưa gặp Ruby ở đâu anh em, mà không biết Ruby ở đâu vậy ta. Đi mất tiêu luôn rồi anh em, lúc chào à, thấy rồi đó, đi mất tiêu rồi đó. Oh my god, qua đây là em ai hết luôn. Qua đây là các bạn thấy luôn. Yes. Ok, ở ngoài đây mình như mình vừa thấy hấp háng cái thiền đấm đúng không ta? Mình sẽ ăn cá tiếp này.
Ui, Axolot ăn cá chỉ hồi được có một chút xíu máu anh em ạ. Trong thuyền có gì không? Rương đồ ăn. Ồ, còn đồ ăn anh em ạ. Lấy đồ ăn luôn. Đó. Ok. Ui. Ở đây căng sắt. Không ăn đồ không báo ra được. Hiện tại là chúng ta đang ở gọi là khu vực đông nam. Đó, bây giờ mình sẽ đi về khu vực tây bắc. Tây bắc thì hướng tây là hướng west, còn hướng bắc là hướng north. West north đây, ở đây anh em. Đây, ok, mình sẽ bơi qua đây. Ok, sorry fish. Yes. Con cá này yếu nhỉ. Nó các bạn không biết là Axolot cực kỳ thích ăn cá luôn mọi người. Ok. Người thành công phải có lối đi riêng, không đi chung với ai hết. Một nước không thể nó có hai vua được. Các bạn hiểu không? À, bây giờ mình sẽ chơi góc này cho nó đẹp mọi người. Góc này nhìn dễ thương hơn. Cứu chị em ơi. Ê, đừng đâu. Ui, Gabi cầm chi đình đắng đáng mì em ơi. Ở trên thấy Axolot bơi dưới nước hình như còn chậm hơn ở trên bờ cơ. Ủa, tôi nhớ là Axolot đi trên bờ chậm hơn mà ta. Ôi, con Axolot của tôi là nó nhảy trên bờ là như đi trên cạn luôn á ba. Hy vọng là nên cái kho báu nằm ở trên bờ nha, đừng có nằm dưới nước nha. Kho báu mà nằm dưới nước thì hơi bị gãy anh em ạ. Rồi, ước ghét cua nào trời cho cửa đó luôn. Nó nằm dưới nước thiệt mấy ba. Không sao anh em ạ. Axolot thì chúng ta có thể đào nhanh ở dưới nước. Hên xui nha, có thể đào nhanh hoặc có thể đào không nhanh nhưng không sao. Tôi chắc chắn tôi sẽ đào được cái kho báu này. Tôi mà đào được kho báu này là tôi sẽ trở thành là bá dương học đường. Alo, bá dương làng hay go team. Đó. Rồi thế là Axolot ở dưới nước vẫn đào chậm nha các bạn. Axolot dưới nước vẫn đào chậm, nhưng tưởng là Axolot nó sẽ có một cái đặc quyền gì đó chứ thì ra nó chỉ có được gọi là thở dưới nước thôi anh em. Chứ còn lại thì nó vẫn phế như người bình thường anh em ạ. 24 cục sắt. Oh my god, 24 cục sắt là đủ giáp sắt rồi các bạn. Ui. Vừa đủ giáp sắt luôn. Được anh em. Bây giờ còn cần cái khiên thôi. Thế bây giờ mình sẽ đi đào anh em, mà bây giờ mình sẽ đi đào quặng. Mẹ ơi, cứu con. Con còn có một máu thôi. Cứu ơi. Có ai không? Cứu. Bây giờ mình nghĩ quanh đây còn nữa không ta? Hay hết rồi nha. Trời ơi, ai cái này là ai nhắc nhở sao mọi người, lên đây để check cho nó kỹ, cuối cùng cũng tìm ra mấy cục sắt luôn mọi người. Trời ơi, 5 cục sắt. Trời ơi, trời, thấy chưa? Sắt. Oh my god, nhiều sắt quá. So cute. Thật tuyệt vời. Ok. Wow, hôm nay sẽ là ngày phúc cho của mình đó mọi người. Đúng rồi. Nhưng mà mình có được phải làm cho mình một cái lò để mình nướng cá nữa không mình sẽ thiếu đá. Oh my god. Ok. Thịt heo. Tôi sẽ ăn thịt heo anh em ạ. Khoai sáng ăn khoai, khoai ăn sen. Ok. Ai thịt heo nè, sáng thì mình ăn khoai mà tối mình ăn sen anh em. Mày với heo. Trời tôi, mình đi chai vô. Lên xe, mình cùng nè bô. Tôi thấy một cái hang dưới kia rồi anh em ơi. Đã vào tầm ngắm rồi. Ok. Ủa dưới này có đường, dưới này có cái hang mà mình muốn tìm hang dưới này nè. Tôi nói đúng mà đúng mấy bạn. Trời ơi, có hang mà nó có sang, nó có thắt. Có cái gì ta? Sắt luôn. Trời ơi, thấy tôi ghê chưa? Thử gọi là gì ta? Nung sắt ở dưới nước coi được không nha. Trời, cái này Sam chưa bao giờ làm sao cũng biết đó mọi người. Thường ai mà nung sắt như thế này. Để coi. Ui được. Trời ơi, đúng là ảo mà. Chơi. Trời ơi, quá trời khoáng sản nè. Dưới này là nguyên full bộ giáp sắt được luôn nha mọi người. Trời ơi, tại dưới này quá nhiều tay nguyên. Sẽ làm thêm một cái cho mình. Cái cúp sắt. Thấy chưa? Trời ơi, xịn xòn, bò cười liền. Mình sẽ sinh tồn dưới này mà không thèm lên trên kia sống nữa mọi người. Xuống đây sống sướng hơn. Oh my god, zombie nước. Ew. Mình không thích zombie nước kiểu nào. Nó rất là đáng sợ mọi người. Nó cứ... mọi người. Chạy thôi. Axolot tấn công. Ôi có đói quá. Con Axolot này nó sẽ cực kỳ khó chơi luôn anh em ạ. Tại vì căn bản là bây giờ là mình sẽ chơi theo kiểu là mình lấy kiếm mình đánh. Mình sẽ không chơi kiểu mình lấy rìu mình đánh nữa. Tại vì rìu mặc dù đam rất là to nhưng mà dưới nước không có rít đam được anh em ạ. Nên là kiếm dưới nước thì nó vẫn sẽ lợi thế hơn. Bởi vì khi mà chúng ta đánh kiếm ở dưới nước á thì mình sẽ có tốc độ mình đánh nhanh. Con Axolot này tầm khoảng chắc là 2 phát kiếm là chết rồi anh em. Hạnh phúc quá. Ôi con cá nướng thật là ngon. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ ok, bây giờ mình sẽ mặc giáp cho mình. What the?
Mình nhầm. Ok. Cá heo đúng không? Ờ, cá heo. Yeah. Ôi trời ơi. Rất nhiều zip bay. Oh my god. Ruby đã rơi từ một độ cao xuống dưới đất. Oh my god. Ruby rớt từ độ cao cái gì vậy trời ơi, bắt cua hay gì mà rớt từ độ cao vậy? Thôi, giờ mình sẽ đi kiếm thêm kim cương nữa, hy vọng là ở dưới đây sẽ là một cái hang to. Chứ nó mà là cái hang nhỏ là thôi rồi, lượm mơ luôn anh em. Nó là cái hang nhỏ thì thôi uổng công sức mình mơ xuống dưới đây luôn. Hang nhỏ thiệt mấy bạn nha, nó là cái hang nhỏ thiệt nha. Vâng. Hang to các bạn ơi. Oh my god. Ok, từ mình đang ở tọa độ bao nhiêu nhỉ? Mình đang tọa độ 3. Tọa độ 3 thì chưa có khả năng có kim cương lắm. Tọa độ 3 thì chưa khả năng có kim cương, nhưng mà mình sẽ đào mấy này. Ui, cá heo nè. Hello, cá heo. Phong cận nè, Phong ơi. Ủa? Nó đi đâu rồi? Trời ơi, người ta định tới chào hỏi mà bỏ người ta đi vậy luôn hả Phong? Quá đáng vừa chứ. Hello, fishy. Hello, cá. What is this? Các bạn cẩn thận đi mấy cái này thôi, nó sẽ hút các bạn vô á. Mép vàng á hả? Thú vị nhở. Ôi, đó các bạn thấy không? Nó sẽ hút tụi mình vô á. Mình không biết mà nó cần vàng không, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ dùng để làm táo vàng. Cũng hay. Anh em biết tôi đào vàng nó làm gì không anh em? Để một xíu nữa tôi sẽ làm táo vàng anh em. Hy vọng là tôi sẽ có thể gọi là đi kiếm được táo. Có kim cương đi mà. Chào mà. Chào mà buồn quá vậy. Chào mà đối xử với tôi bất công quá vậy đó hả? Các ngươi không thể bắt được ta đâu, đây chính là mê cung ta tạo ra cho các ngươi đó. What the hell? An toàn rồi. Ô la la. Này là cái gì đây? Một lâu đài bỏ hoang hả? Ồ, dưới nước nhiều cái thú vị ghê á. À, ồ, hi there. Cũng không có gì lắm. Ok, thank you. Mình sẽ lấy nó. Wow, một cái cần câu thật sự luôn hả? Không có cái gì đó tốt hơn hả? Ồ đây. Ngọc lục bảo. Một cái bản đồ kho báu. Really? Khoan, kho báu gần chỗ mình vậy? Ồ, được á. Đây, ok. Nó ở đây luôn nè mọi người. Thật sự là ngươi có lừa tao không gì ta? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà mình sẽ cố vậy. Ok, được rồi, bắt đầu chi tiết. Oh wow. Nước thở thuốc nợ thở dưới nước. Ok, mình thực sự rất cần một kho báu thuốc thở dưới nước. Mình là ai sao lắm? Trời ơi, có một phế vật giết mình. Bây giờ mình đi, mình không gặp ai hết. Bởi vì cái world sinh tồn mình nó rất là rộng anh em ạ. Mình phải chờ tới dòng bo gần cuối thì mình mới thấy được mọi người. Oh, oh my god. Hold on. À, này có người lút rồi anh em ạ. Từ, mình sẽ đào mấy cục này. Ok, mình được 17 cái cục lava magma này anh em ạ. Thôi, di cư mọi người ơi, không sống dưới nước là dưới nước chán quá rồi. Dưới nước lâu quá, cô đơn chứ không qua bên cạnh nữa. Thôi, tôi thật là cô đơn, tôi là một con axolot cô đơn quá đây. Có ai làm bạn với tôi không? Bài hát mang tên Axolot cô đơn do Sammy Đào mới sáng tác được. Đi thôi. Chúng ta sẽ qua chỗ nào ta? Chỗ nào mình định qua nhỉ? Đã đến lúc tiếp trở thành chiến thần. Xông lên, xuống dưới kia có rất nhiều đồ. Rất nhiều xác. Oh, hello mấy bạn ong nha. Hello. Tớ là Axolot. Các cậu cảm thấy kim cương ở đây không? Tớ thật sự lúc muốn kiếm một cái gì đó kim cương mọi người, nhưng mà khó quá. Thật sự mình chỉ là một Axolot thôi. Mình không thể kiếm được kim cương. Một cái đạo bay hay gì đó. Một cái đạo bay thật. Oh no, lava làm cháy rừng không? Thì mình cũng đâu làm gì được đâu. Oh my god. Oh, mình sẽ chặn nó. Mình sẽ chặn lava. What? Bò đi vô. What? Có bò hả? Sao tôi biết bò này đâu? Mình đi sát bò luôn chứ. Bây giờ tôi sẽ tìm táo. Tôi sẽ tìm thêm táo để tôi làm táo. Tán gạo anh em, tôi sẽ tán gạo táo vàng luôn, ok? Cho một quả táo bắt tay ơi, cho một quả táo đi. Ui, con sói kìa. Hello bạn sói, bạn có làm bạn với mình không? Bạn bị ướt rồi kìa, ui. À, con sói, 4 con sói, 5 con sói. Trời ơi, quá trời sói luôn. Thì cho sói có đồ có cặp sao mà. Cảnh này mà ghép nhạc buồn thôi, cũng nhìn hợp lý mọi người. Tôi thật là buồn. Buồn quá đi.
Con lại làm nhạc mọi người. What? Ok. Mình có thể bơi nhanh hơn rồi đó. Ok, chúng ta thấy một con Azeroth đi thuyền như thế nào. Mình đang ở dưới cái thuyền. Mình đang chở cái thuyền đó mọi người. Đây rồi. Oh my god, hai quả luôn. Được, 10 điểm các bạn ơi. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Ngon quá này mời, ngon quá này mời. Mình mà cắn táo vàng vô là mình sẽ hơn mọi người hai thanh mặt, hai cái tim. Hay rồi. Ui trời ơi, đây rồi. Cái là mình đi kiếm thêm táo thì mình đi đặt thêm vàng anh em ạ. Bây giờ mình cũng có đủ hết đồ rồi. Ó, mình còn một cái khiên nữa. Có một cái mình khá là thích đó chính là mình có một cái táo vàng mọi người. Có vẻ là sẽ khiến mình thắng trận đấu cuối cùng mọi người ạ. Mình trận đấu với Ro. Mình nghĩ vậy. Táo vàng tăng sức mạnh đó mọi người. Nếu rơi vào tay Ro thực sự là điều rất là kinh khủng mọi người. Nguyên cái hang bự. Trời ơi, hang này mà xuống là ui, ui lại mình tới tượng đất chứ. Trời ơi, cái hang này mà xuống hang thôi, tôi xuống đâu, tôi xuống dưới nước tôi cũng xuống dưới hang là đúng ghê luôn. Ô, cái bán heo, hello bạn heo. Heo, mình ai sẽ đốt, đừng có ăn thịt bò, à thịt heo nha. Trời, có bo thì chắc chắn mọi người sẽ trong cái bo, mà sao tôi không tìm thấy ai ta. Ôi, bo đang thu. Ở đây là khi mà tôi làm qua xe lót thì tôi cảm thấy tôi bị lùn quá anh em. Bị lùn quá nên là kiểu đi xuống dưới đây cái bị nó bị khó khăn đó anh em. Mặc dù thấy là nó cũng có tiện một vài chỗ mà nó cũng khó khăn một vài chỗ vãi luôn, ví dụ như là lùn quá mình không quen anh em mà. Oh my god. Ok. Dễ thương quá à. Mình đang ok. Mấy nhỏ đây có cái gì đó chứ đúng không? Wow. Không thể phá vỡ. Mình nghĩ mình sẽ trao cho anh một cái bản đồ này. Ok, để nhận được cái thuốc thở dưới nước mọi người. Ơ, hai, có phải chị em tôi không? Chị, đến đây là Sim ơi, Sam ơi, không phải hả? Trời đất ơi, nó bỏ luôn nè. Oh my god, hello baby. Thật sự rất mệt, rất mệt. Ôi, ui, 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 it's more, thuyền ơi. Táo đây rồi, táo đây rồi, táo đây rồi. Oh my god, có một quả táo rồi. Có phải đường về không nhỉ? Một bức tường rồi xong rồi dòng bo hư vô rồi. À, Camui bị dòng bo giết chết em ạ. Ui, có thuyền. Ai vậy? Ai đâu kia vậy? Chị đã xin. Trời ơi. Này chị cô đang ở luôn á xin. Trời ơi. Ok, để em đi với chị. Ủa sao tụi mình đi ở dưới nách thuyền mà tụi mình không đi trên vậy? Kỳ vậy. Mình là kiếp của mình là mới chở hết rồi chị ơi. Ủa sao mà chị đang lái á? Chị đang lái á? Bo thì sao ơi? Bo! Ủa? Đâu đâu? Sao? Trời ơi, biết sao không? Chị đi tìm người mà chị muốn khóc luôn. Chị đi cô đơn lắm em. Trời ơi. Ta để ai vậy? Ai vậy? Ai ta? What? Chị mất hết rồi. Ủa? Ủa sao? Ủa chị đó hả? Bo vô. Okay. Giờ lên đâu? Ai? Hình như bo ở giữa đúng không? Bo ở giữa hả? Đây. Ở trên kìa. Ở trên, xuống đây. Alo. Đây đi này đó. Em có giáp này dũng lý không? Có. Ok. Ủa bo giữa mọi người, bo vô giữa. Bo đâu vậy? Bo giữa. Nước. Ok, đây. Ủa sao bo? Chồng là gì? Sắp bàn nhở? Ờ, em được. Ai đánh vậy? Bố! Ai đánh mà? Ai đánh đó? Không phải đâu. Ai đánh ấy? Ai? Mày đồ của tôi. Á, cứu em. Ông rồi sao chị? Đồ của em. Giờ có chị đồ của em. Ai đánh vậy? Giáp của mình. Ai? Giáp của mình mọi người. Ai đánh sao? Mình lôi ra hoài rồi.
rồi rồi đánh vô đánh xanh xanh kìa. Bên nữa. Ai? Mình thấy là cái bo thu vô gần tới sắp nơi rồi, mình mới thấy Ruby lên đồ. Bây giờ là hồi nãy giờ là có giám sát rồi, nãy ai kiếm được kim cương? Thôi rồi đi. Em kiếm được con lục bảo. À, thế mà ai kiếm được táo vàng chưa? Có em. Táo vàng chưa? Em kiếm đâu? Táo vàng em chơi luôn, táo vàng em chơi luôn. Ồ, ghê. Còn anh thì anh tự được tạo được 3 trái táo vàng xem ạ. Ghê hả? Em không có cái táo nào, tụi em không có cái táo nào chứ. Người ta táo vàng em cho là một lần. Em cho, cái đủ em. Ồ, táo vàng anh trai là lấy ở trong kho báo chị. Ủa vậy là Sim. À, tức là Sim sẽ lấy một cái tàu đắm khác. Vậy là cái tàu đắm hồi nãy mình tìm là Sim với cái tàu đắm của Sim. Mọi người nghe cái tàu đắm ở bên đây là tôi lấy rồi. Em mình chen với người em màu vàng nữa thấy không? Trời ơi trời. Làm gì bằng. Ơi, người vàng nè. Không sao mà bây giờ anh nhìn là em thành màu đỏ rồi. Ờ, chị không, chị ta không. Em Sam là một cam. Có cải heo đang chơi về cái cúp kìa. Đâu? Đâu? Mình nhìn nè, con cải heo nãy giờ chơi về cái cúp từ nãy giờ luôn đó.
nó cứ nó mọi người nhìn nó kìa. Bye bye. Ta dựa trên bờ vai nhau mộng.